Rồi, hello, Trúc xin chào các bạn đến với kênh WT Sayo của Trung. Chúc bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Thì bữa nay Trung sẽ tiếp tục giao lưu những cây mai dảo Thủ Đức F1 à. Thì có thấy lá này không? Lá chà bá ha. Thì Trung bao các bạn mai khỏe, gốc rễ nhiều, gốc rễ bao rễ luôn. Và hoàn toàn gốc không có lỗi luôn. Thì trong lô này Trung làm 15 cây, là giá 300.000 một cây, chưa có tiền ship ha. Thì tiền ship đúng là Trung làm 400.000, Trung bao ship cho anh em thì cũng được thôi, nhưng mà điều thật tế là ra là tiền ship có 70.000 thôi em. Cho tiền ship chỉ có 70.000 một cây thôi là toàn quá hết luôn. Anh em mua một cây 300.000 là tiền ship 70, nó là 370. Anh em mình mua hai cây thì tiền ship nó là sẽ là 80.000, nó là chỉ có 680 thôi. 680, trong khi mà nếu Trung bán, Trung bao ship cho các bạn luôn thì trong khi các bạn trả tới 800.000, nó hơi phí, nó nói chung là hơi dư. Thì Trung sẽ làm như vậy ha. Thì Trung giá bảo đảm các bạn là giá 70.000 một cây, hai cây 80.000, bốn cây 120, toàn quát luôn, không có hơn 1.000 nào. Nếu hơn 1.000 Trung sẽ đền bằng 100.000 thì các bạn cứ, anh em mình cứ yên tâm như vậy ha. Hơn một ngàn Trung sẽ đền 100.000. Thì anh em cứ mua cây mai 300.000 cộng thêm 70.000 ship, mua hai cây 600.000 cộng thêm 80.000 ship, bốn cây là 1.2 triệu cộng thêm 120.000 ship đó, thì Trung chắc cú là bao nhiêu anh em mình gửi ra tới quê Hà Nội cũng vậy thôi, cũng là một giá ship thôi. Nên cho nên Trung sẽ là đúng là sáng tôi Trung tính làm 400, mà Trung nghĩ thôi là 400 thì nó cũng hơi cao, tại khoảng dưới phần gốc này cũng hơi nhỏ. Thì cái này là để cho anh em mình chơi Tết bỏ trên bàn trên nông địa rồi thôi. Ở dưới anh em mình mới tập trăm thì nó đơn giản, tại các bạn biết sao mới tập trăm thì đơn giản, cái này họ trồng có chút xíu đất bạn nè, hay họ trồng có chút xíu rải các bạn, tôi có chút xíu đất à, bộ rải rất mạnh ha. Thì nó rất khỏe rồi, bạn thấy lá mai này, mai là rất sung rất tốt luôn. Thì anh em mình về rất là dễ chăm, và Trung sẽ gửi theo cho các bạn mới giá thải sẵn trong chậu nè. Thì anh về anh em mua chậu ba, anh em để vô thôi đó, nhìn là nó chơi thôi, anh em mới tập chơi dễ chơi. Bạn thấy ra hoàn toàn mạnh không, bộ ghép gần ấy hoàn toàn không có lỗi ha. Những gốc này là rất già, bạn thấy nó nhiều dạng muốn xù luôn, thấy chưa, nó rất già ha, rất đẹp. Bây giờ gốc thì ok rồi. Và Trung sẽ đo thông số cái này ha. Tàn cành cái lô này thì các bạn không cần chơi, tàn cành lô này là tàn vô địch tàn này, đủ tàn thì chơi Tết luôn được, khỏi cần phải nuôi thêm cũng được, mà mình phải nuôi thêm cho bự bạn. Chín hoành được 9 phân mà. Cái lô này thì bây giờ tới Tết mình còn tới mấy tháng là Trung cũng mới bấm tàn lại đây, mới bấm lại đây mát lợi cho nó ra, thì bạn thấy nó ra nè, rất mượt. Thì anh em mình về nuôi có bèo lắm, là Tết cũng được, phải thêm hai tắc nữa tàn nó chứ làm sao không được, đúng không, là nuôi cái giá bèo nhất ha. Chiều cao em 37 đó, bạn thấy những cái đọt non nè, nó đang nhú hết như vậy nè ha. Thì mình giờ mình nuôi có kiểu nào đi nữa, Tết cũng được, phải được hai tắc nữa. Thì các bạn cứ tính hai tắc thôi, thì này cho bấm ra này hay như này. Cái ông này nó vượt ra thì mình sẽ bấm bỏ ra đọt rồi bỏ bạn. Bấm bỏ đi, bấm ngắn bỏ ha. Cho nên ra những cái nách này bạn, lấy nó ra này ha. Đó, nó ra những nách này đều ra, nói chung là ok, chơi thôi. Bỏ trên ông điện, bỏ trên bàn ông điện cho nhỏ mình chơi. Nhưng cây này, những cây này Trung dám bao các bạn là bông nhiều, bông bự, bông thơm đó. Thì bạn thấy lá như vậy là bạn biết rồi, cứ một nách lá là một nấc bông. Một lá là một cái búp bông, mà một búp bông nó sẽ nở được 5-6 cái, thì bạn tính bao nhiêu lá thì bao nhiêu bông rồi. Bạn nhìn rất nhiều, và đồng thời mai này mình nó đủ lực đủ sức nữa bạn, thì nó sẽ nở ok lắm. Anh em mình cứ chăm sóc, nói chung là rất đơn giản bình thường. Vì bây giờ nay cũng là nửa năm rồi, nói chung là nay 17 tháng 6 mình 17 tháng 5 rồi, 7 tháng 5 thì cũng còn cũng còn cái dạng phát triển mai. Mai cái trong cái tốc độ nó phát triển thì nó sẽ còn là tới có người ta tháng 9 bạn, tháng 9 họ mới cho nó đứng đọ là đó. Ở đây Trung mũi, Trung đeo nhang mũi nha, mũi thôi để anh em thấy khói mũi quá trời mũi. Còn tới tháng 5, cho tháng 5 này, 6 tháng 7 tháng 8 9, còn tới 3-4 tháng nữa, nói chung 3-4 tháng trời nữa. Nếu mà người ta hô tháng 7 là người ta đổi phân, nhưng mà điều cái mai mình cảm thấy chưa đủ thì mình cứ bón tháng 8 hoặc là đầu tháng 9 mình bố lăng đang nhận được, bón tháng lăng dừng tháng là già lá thôi. Những lá trong này bạn học không cần bón, nó không già rồi, mình chỉ bón cho nó đi thêm đọt rồi mình chặn nó là thôi, mình chơi cho nói chung là ok bạn. Phải nhìn theo cái mai mình bón thôi, chứ đừng có nói là quyết định cái mà tháng mà để bón phân đổi phân, là chỉ là cơ bản thôi. Còn quan trọng là mình phải nhìn cái mai mình cảm thấy đủ tàn. Có nhiều anh ta hô vô cái mai tôi tới tháng 7 cái tàn chưa đủ, còn thiếu tàn quá trời, mà khi sao tôi bón lăng vô Tết bông đâu tôi chơi, tôi phải ép tôi làm thêm tháng nữa, tháng này cho đủ tàn ra đi, tháng ra hai cái đọt nữa là đủ tàn rồi tôi bón lăng vô tôi chơi vậy thôi, đơn giản mà. Nói chung là cũng chắc bình thường, do mình nhìn cái mai mình thấy ha. Thì cây này là cây đầu tiên của Trung, là có mã số U16 ha, U16. Thì giá 300.000 một cây, là chưa có tiền ship nha các bạn, nhưng tiền ship các bạn cứ yên tâm ha, là 70.000 một cây thôi, hai cây là 80.000, bốn cây là 120.
chắc cú giá đó không có hơn ngàn nào đâu các bạn sợ. Rồi cây này cây đầu tiên chung 16 ha. Còn mai này thì giống cái bao các bạn là đúng mai dạo Thủ Đức F1 bông bự 9-12 cánh thơm. Đó thì anh em mình còn cái bài già những cái lô mai này là những lô mai nói chung là tàn cành ok ta. Và cái những cái gốc này là những dạng như gốc số chúng các bạn. Tại những gốc này người ta chơi Tết xong người ta ghép vô, ta trồng, ta để nuôi, ta để đây ta chưa có năng luôn. Đó, anh em thấy dưới đây còn giò cẳng quá trời. Đó, nó nằm nói chung là bo ghép đó. Rất sáng là ok và hoàn toàn không lỗi hết. Dưới đây thì nó còn một cục đấy đây mà mình chơi đi qua sẽ năm mình năng lên bạn. Sẽ năm thì các bạn sẽ năng như vậy ha. Đây tôi gửi ở sẽ năm bạn sẽ năng cao lên như vậy ha. Năng cao và bằng tâm bằng thắng dòng mình tưới nước nó xả xuống thì nó sẽ lòi bộ đới ra. Đó, đơn giản thôi. Mai chung thì chung thích gì nhỏ hồi nào chung nhỏ. Nhổ ra qua kia xách qua nhà kia chơi đã quay lại trồng tiếp cũng sao. Tại bộ đế mình đã củng cố nó khỏe từ đầu rồi bạn, chứ bằng bộ đế bằng mà nó yếu là mai bạn sẽ không phát triển được như vậy đâu đó, không phát triển được cành lá như vậy đâu đó, nó lá nó sẽ không có bóng và nó không có mướt lá, quan trọng là bộ đế thôi. Các bạn thử cho ăn bộ, yêu cầu bộ phân cái bộ rễ các bạn mà nó mạnh rồi các bạn cho ăn phân gì nó cũng ăn, lỡ như các bạn có bộ lạm dụng phân nó bằng bộ dư phân nó cũng ăn hết nữa. Còn cái đế mà yếu rễ yếu yếu bạn bỏ phân vô là tiêu liền. Hỏi sao nhà có 4-5 cây mai bỏ phân thì bỏ một cùng thằng nào cũng cho ca phân là pha ra bằng một pha ra vô pha nước á, thằng ca mà con thằng này tốt thằng đi thì do là cây hàng nó thể yếu mà thể yếu nó không hấp thụ được. Cái hoành này được cũng là 9.5 bạn, nói chung là gốc những gốc này là nhỏ nhỏ chín chín thôi. Cây này thì mình nuôi càng nuôi càng giá trị, giá lật thật là rẻ luôn. Chiều cao được 38, giá thật là rẻ bạn biết sao? Những cái gốc này thì giờ lợi những gốc này là những gốc bứng không phải gốc bự rồi. Nhưng mà mình nuôi càng ngày nó sẽ càng có giá trị. Quan trọng là cành tràng mà thấy không? Cành tràng nó rất tròn. Cây nó rất sung thì mình nuôi sẽ phát triển mỗi năm nó phải mỗi bự ra. Em thấy là từ mà người ta bấm sát dưới đây mà từ Tết giờ mà thấy nó ra 2 tấc. Có mấy 4 tháng mà ra 5 tháng mà ra 2 tấc. Thì còn mình bèo lắm mình ra 4 tấc chứ. Năm từ đây đây lên chứ. 5 tháng là 4 tấc. Giấu mới bấm được, mới bấm nè mà ra là khúc nè. Mình gì mình chơi thôi. Tàn cành tròn ok bạn. Rồi cây này là các bạn chơi Tết được hết nha, ok hết nha. Cây này là U17 ha, U17. Trung quay vậy thì thường trung quay hơi lẹ đó các bạn, có nhiều anh em này theo dõi kiểu đây. Tôi sẽ quay từ cho anh em xem là từ cây. Đó thì tại mình cái gốc mình nó còn nằm ở dưới bạn, nó không có lồi lên trên. Để nôm mình nó khác, còn rễ này nó nằm ở dưới quá trời đất, mình phải coi cho kỹ để mình coi cái thế dưới thế bạn. Cái thế nó nằm dưới ha. Rồi cây này cái U17 bạn. Rồi như cái U18. Đó, như mấy cây này thì dễ quá rồi. Mấy cây này thì nó lồi lên luôn nè, nó lồi lên luôn thì mình dễ thấy nè. Nó lồi luôn ha, hoàn toàn không lỗi mà. Bộ ghép thì bự hết nha, bộ ghép là bằng tới Úc trung hết nha. Bự hết chứ chắc cú thì ghép lâu. Tràng cành thì tròn. Tình trạng lá thì các bạn cứ yên tâm. Chung giao báo dám bảo đảm mà cây nào cũng điêu rễ yếu chung chịu hết nha. Cây nào rễ cũng mạnh hơn chung hết. Cây này hoành được 8 phân bạn, cây này hoành hơi nhỏ ha. Chiều cao của em nó thì được 36. Đó, cây này là cây U18 ha. Các bạn thấy dàn gốc cũng rất lạ không? Dàn lá thì khỏi chơi. Rồi cây này là cây U18 ha. Đây. Nó bạn thấy bây giờ là cây đọt non đang ra bạn, bạn thấy đọt non đang ra nè, đang nhú nè ha. Đang nhú nè ha. Đó. Nói chung là nhú toàn bộ bạn, nè, đang nhú nè bạn, đang nhú nè ha. Đó. Đang nhú nè ha. Đó. Thấy không? Nè, đang nhú nè. Đang nhú nè. Đó thấy không? Đang nhú nè. Đó thì nó nhú cái đọt này ra nữa là nó bèo nó phải được 2 tấc rồi. Đó, nhưng mà còn cái đọt này thì chúng bấm đầu này đang nhú luôn nè bạn, thấy nhú không? Đó thì nó nhú. Còn cây này thì mới ra xong rồi. Đó thì có cái nếu mà các bạn chăm sóc bởi cái bình thường bèo thì cây đọt nó ra phải bèo nó được phải được 1 tấc. Thì bạn tính 1 tấc nữa thì nó cũng cho tấc hơn đi. Thì cây này cho tấc hơn đi thì nó còn cái này rồi. cái này lên cái này ha thì bạn thấy cái mai nó cũng bự rồi. Nói chung mình bỏ cho trong địa là chơi ok, bỏ bàn ok mà. Dạng mini thì nhỏ nhỏ nó càng nhỏ càng xinh nó càng đẹp, quan trọng là cành tàn tròn gốc đẹp chuẩn, mai ok trồng dễ trồng là được rồi. Những cái mai này thì đa số chung sẽ phân hữu cơ nhiều nên anh em mới chơi cũng rất là dễ chơi đó. Rất là dễ để chơi luôn, không có gì khó hết. Rồi cái này là cái U18 ạ. Rồi tới cái U19 ha. U19 nè. Đó mà thấy gốc rồi, toàn là gốc, những cái gốc đẹp không? Những gốc này thì nếu đúng ra chung môi lên thì chung đưa rễ lên cho các bạn thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng mà đều thôi. Cái nó mình bán mai sao bán gì thì bạn thấy rễ dưới nè. Mình thôi sao mình chơi vậy đi ha. Đó mà thấy giờ dàn rễ dàn giò dưới còn rất nhiều nữa ha. Nó hoàn toàn không có lỗi hết mà. Bao ghép rồi bạn. Bao ghép rồi. Đang kéo rất sáng luôn.
Thôi mình để xong chơi đi, bán gì anh em về chơi. Qua năm thì chung cũng khuyên anh em một câu ha, thì mình cứ chơi đi, qua năm đó đầu năm mình thay đất mà mình nâng nó lên luôn, tại năm nào bạn cũng phải thay thôi. Còn bây giờ thì người ta trồng chậu nhỏ xíu mà mình tăng thêm vậy, nếu anh em nào năm sau khỏi thay cũng vẫn được, không sao, cứ bỏ gì nuôi thì khỏi thay luôn, cũng vẫn ok, cũng vẫn có bông chơi thêm được năm nữa, hoành được 9 phân mà. Rồi năm tới là nó bự cây mình thay, bự cây gốc bự mình thay, chiều cao được 38 ạ. Rồi cây này là cây U19 ha, bạn thấy gốc nó rất đẹp rồi, nhỏ thì nhỏ thôi nhưng mà đều rất ok, có đuôi đồ đầy đủ ha. Gốc thì hoàn toàn ok, không có lỗi hết. Tình trạng mai thì bạn thấy lá rất mưa rất sung, cây này sẽ ra đọt xanh không, trời nó không ra đọt đỏ ta. Nói chung là cái này là người ta hô giảo Thủ Đức đúng F1 mà, nên bông rất bự, anh em yên tâm. Cành chi thì anh em thấy đều đó, cây này cây U19 ha. Rồi tới cái U20. Đây. U20 ha, bạn thấy gốc cũng lạ ha, gốc rất lạ luôn. Ở dưới con gì đang ngồi. Đấy ha. Cái mặt ghép này ok, cây nào không có cây có lỗi ha. Trong lô này chúng nói nha, 13 cây đầu, 12 cây đầu không có lỗi ha. 3 cây cuối mới là cây có lỗ ha. Có lỗ là lỗ như hồi xưa. Thôi này dùng đo luôn còn kẽm đi. Rồi khó đo luôn còn kẽm nó được 12 bạn. Có cái lỗ là nghĩa như cái phôi họ trồng dưới đất á, bị con này cái kia đục ăn. Mà điều họ cũng đã lâu rồi. 317 là ở trong trồng nó không còn có gì đâu, trong cái quan sát nó trồng, người ta đã trồng cái phôi, bứng phôi lên, phơi người ta trồng này gì thì không còn nào còn sống nổi gì trồng đâu. Mà các bạn lo, tại vì nó có cái lỗi thì nó mắc thẩm mỹ tí xíu. Nhiều điều nhiều anh em lại thích cho cái lỗi như vậy, bởi vì chưa cái lỗi như vậy người ta sẽ làm liễu rồi này, để chung thích. Nhưng mà chung nhắc lại 13 12 cái đầu là hoàn toàn không có lỗi nha. Tình trạng mai thì các bạn thấy ok nè. Nó như cái đợt cành này nó vượt quá thì bạn đang ra nó non nữa, mình sẽ bấm nó ha. Đó, bấm cành này đi. Để nó vượt qua, luôn qua bên nhà sớm nha, nó có nở bông mảnh nó khổ nữa. Còn như cái này thì mình cứ cho lên đây, đợt non nó đang ra ha. Đó, bấm đó là nó sẽ nảy như cái đọt ra bạn. Nó sẽ bung ra nó sẽ mạnh lên. Là cây này cái tròn. Chơi ok. Lá thì bạn thấy không? Lá toàn là cây nào bạn thấy gì chà bá không? Bông thì nó những lá trong đây bạn là nó có bông luôn, từ trong nách, trong thân, trong ra nha. Nên bông các bạn cứ yên tâm, bông từng bảo đảm của bông cây nhỏ thôi, như bông vàng cây rất nhiều bông. Rồi cây này là cây T U20 ha. Rồi tới U21 ạ. U21 thì gốc nhỏ thôi. Gốc sinh tí xíu thôi. Mà điều nó cũng còn nằm ở dưới nhiều lắm. Đây. Hoàn toàn không có lỗi mà, này mà thấy không? Gốc nhỏ nhỏ thôi. Một cái dòi cẳng gì đấy, nói chung là cũng còn đẹp lắm. Mà đều thôi, cậy nó mình để về chơi đi bạn. Không cần phải moi lên nhiều đâu. Quả hai bộ ghép nè. Cái đang kéo rất ok ha. Cây này bạn thấy nó nhỏ nhỏ mà xù luôn ghê. Đó. Nó y dạng nó xù luôn, một cái gốc nhỏ xíu thôi. Gốc xinh. Thì có nhiều người thích chơi cái gốc đơn giản vậy nè. Nhiều người thích chơi với gốc nó quái, nhiều người thích chơi để nôm. Nói chung là mỗi người mỗi kiểu, nên chung là dạng nào chúng cũng có chơi hết. Dạng nào chung mai chung cũng có hết, nên các bạn không cứ yên tâm. Hoành được 9 phân mà. Còn cành lá vàng mai chung thì các bạn cứ yên tâm khỏi lo ha. Mai chung thì chắc sung rồi. Chiều cao nó vừa được 32. Đây, mai chung thì lá thì bạn ơi, lá mượt. Trung chăm sóc thì cũng chia sẻ các bạn mỗi tháng 2 lần. Mà nay chắc Thương phải làm lại là vào ngày 15 ha, hoặc ngày 15 với 30 đấy ha. Mình cho nó đúng bài bản đi. Con tháng thì chia sẻ 3 lần, tháng chia sẻ 2 lần, tháng chia sẻ có 1 lần. Anh em mình theo dõi đi cũng mệt, nên Trung sẽ quyết định lại là Trung sẽ chia sẻ 2 lần cách chăm sóc mai, một tháng 2 lần vào ngày 15 mình đó mà, 15 mình âm lịch nha, 15 và ngày 30 ha. Cho nó chắc cú cho anh em mình dễ theo dõi. Cây này là cây U21 ha, bạn thấy dàn tàn càng này càng không? Khỏi chơi ha. U21. Để chia sẻ các bạn cách chăm sóc thì nói chung là nó đơn giản thôi, đơn giản mà nó hiệu quả. Không cần phải làm dụng phân. Đó, thì chung các bạn cứ bón sang phân sau bằng bón cứ nửa liều hướng dẫn là nó ok. Bạn thấy mai chung này. Cứ nửa liều hướng dẫn thôi, không cần phải bón nhiều bạn. Đừng có ép nó quá. Em mình ép em nó quá là coi chừng ạ. Và bạn thấy gốc này cũng rất ok. Quay ha, bộ ghép gần liền, điện 50% này. Chúng sẽ đo thông số ha. Thôi cây này chúng đo luôn cùng kẽm đi. Nó nhỏ quá mà đo luôn cùng kẽm ăn gian, nhưng bự bự xíu. Chứ không đo cùng kẽm nó có chút xíu. Cây này chúng đo luôn cùng kẽm là được có 7 phân rưỡi bạn, gần 8 phân. Đó, cành tàn thì tròn, lá thì bự ha. Rất ok. Chiều cao của em nó thì được 34. Có nhiều anh em hô bị bộ chỉ xịt sao mà nó không hết bộ chỉ. Thì nếu bị mà bị bộ chỉ á, bị xịt sâu thì các bạn xịt ban đêm ha, xịt bộ chỉ thì các bạn sẽ nên xịt sáng sớm. Mà các bạn xịt ngừa đó thì 15 ngày các bạn xịt một lần. Nhưng mà điều nó mà đã bị bộ chỉ rồi đó thì 5 ngày các bạn xịt một lần. Và mỗi một lần các bạn xịt mỗi một loại thuốc khác nha khác. Thì
loại thuốc khác, hiệu khác, nhưng mà đều công thức phải khác các bạn, chứ không phải công thức chung cũng không được nha, công thức giống cũng không được nha, phải công thức khác. Thì các bạn sẽ xịt trong vòng cho chung khoảng 4 lần là tuyệt đối ok, là không còn một con bồ chỉ nào dám á. Và các bạn xịt thì các bạn nên xịt luôn hết từ trên xuống tới chậu, và xịt luôn những cái cây xung quanh nó luôn, nói chung là xịt cho nó không cho còn chỗ cho nó bay ở đâu á. Chứ các bạn đừng có xịt trong vườn mai các bạn không, thì những cái cây kế bên các bạn không xịt, nó sẽ bay qua những cây kế bên, khi cây mai bạn hết thuốc nó sẽ bay ngược lại, nó hút tiếp nó, nên bồ chỉ là nó trị rất là khó trị, nên anh em mình trị nó phải cho thật là tuyệt đẩy nó mới hết. Đó, bạn thấy cây lâm rồi, giờ nó hơi trở về chính đi, bạn thấy cái mai này không, lá rất ok không, lá là nào là đấy bành kia không. Đó, thì giống mai là các bạn biết rồi, mai vũ dạo trước F1 là bóng nó bự chà bá rồi, lá nó cũng chà bá luôn, nhìn thì mai là lặt lá sướng luôn. Rồi cây này là cây tàn kè cái điều mà chi 1, chi 2, chi 3, chi 4 ha. Cái này ngọn lên thì mới bấm ngọn, mới bấm đèn cái nó lên tới đây bấm thêm cái nữa. Rồi cái này mình sẽ nuôi lên. Đó, nói chung là ok rồi. Nhỏ nhỏ mà nó có vỏ. Rồi cái U22 bạn. Rồi tới cái U23 ha. U23 thì cái một cái gốc, nói chung là gốc này không giống ai hết. Đó, gốc nhìn y cái con cào cào vậy. Đây mà nhìn rất đẹp à, rất lạ ha. Đây, bây giờ rải đi. Nhìn rất lạ ha, dần tàn thì nó bay. À, cây này thì mình trồng cái dạng nghinh nghinh, nó cái đây là đây mà không bay đây mà bay ngược kia, nói chung là nó không ngược hồi đầu hồi gì gốc luôn mà nó hồi ngược qua phía. À, cây này thì mình dựng nó hơi là vậy là cũng đẹp à, cũng hơi đẹp mà thôi để về chơi cũng hơi lạ đó, nói chung là mọi người chơi một cách đi thì chúng sẽ đây làm luôn nha. Rồi chúng ta xỏ vô còn kèm đó, và chúng mọi người chơi mọi kiểu ha, hoàn toàn không có lỗi. Bạn từ nãy giờ chúng nói là rồi nha, là 13-12 cây đầu là không có lỗi nha, không có lỗ nha. À, cây này hoành được 7,5 các bạn, hoành 7,5, cành tàn thì tròn đều ok, chiều cao nó thì được 35. Nói chung nhờ những cái gốc này 300.000, như là gốc này là không còn giá nào rẻ hơn giá này của chung đâu bạn. Các bạn cứ yên tâm, cành tàn tròn đều, các bạn cứ nghĩ mình bỏ ra chỉ có 370.000 thôi, nhưng mà đều mình chơi được có cái chăm được cái mai, và có gì thì các bạn cứ hỏi chung, và các bạn sẽ chơi cây mai mình càng ngày nó càng có giá trị. Tại cái mai này các bạn trồng là càng lâu thì nó sẽ càng bự và nó càng có giá trị thôi. Chứ các bạn không cần sợ, đừng thấy nhỏ như mình dù mình người ta có tiền người ta mua cái mai vài triệu, mình không có tiền mua cái mai nhỏ thôi, mình chăm 5-7 năm thì nó cũng bằng cái mai của người ta đó, mỗi năm nó mỗi sẽ tăng cao lên, mặt giá trị cao lên. Tại mai của mình thì mình chung biết mà, mình chăm sóc của bạn tiến tâm, những cái đọt nào nó dược vậy thì mình sẽ bấm bỏ ha, các bạn đừng có tiếc nha, bạn tiếc nha, bạn tiếc những cái đọt này nè đó, bạn tiếc mà không bấm những cái đọt này thì những cái chi cho những cái đọt nhỏ trong đây nó sẽ không phát triển được nè. Đây những đọt nhỏ nó không phát triển được, mình bấm mình chặn lại cho nên những đọt này phát triển ra thì mới đều được cái mai nha. Rồi cây này là cây U23 ha. Rồi tới cái U24 ha. Đó, cái gốc cũng rất ok rồi. Lá thì mai chung thì lá nào lá đấy bành kia không. Đây đây gốc này. À, cũng rất đẹp ha, hoàn toàn không có lỗi gì nha. Bộ ghép này thì bạn thấy nó đang kéo rất đỏ rất mạnh rồi. Cái này thì chừng nhỏ nhỏ chừng 5 hay 5 nữa nó sẽ liền thôi. Một cái gốc này thì nói chung là mình chơi hàng số ở dưới nó còn đế nhiều lắm. Sang năm mình sẽ nâng lên bạn, nâng lên mình chơi tiếp thôi. Hoặc mình không nâng thì năm sau nữa mình nâng vậy thôi. Mình chơi mai mà mình đâu cần phải gấp gáp, mà cứ từ từ thoải mái ha. Chờ mình đi làm mì bết mình ra mình ngắm sâu bắt sâu rồi mình ngắm cái mai mình phát triển mỗi ngày, nói chung cảm giác nó rất vui bạn. U24 có cái hoành là 8,5 bạn, nói chung cái cảm giác nó nhìn rất ok, mình thấy cái mai mình phát triển mỗi ngày mình thấy nó cũng nó dùng là một cách xả chết rất là hiệu quả bạn. Chiều cao được 55 ha. Đó, cây này thì bạn thấy nè, cái ngọn này nó vượt mạnh quá, chung để thấy nó cũng ra tàn đều quá, thôi mình để luôn nó vượt cho bá luôn, vượt cao nghiền nghiệu luôn, nói chung cũng hơi lạ thì thôi mình cậy mình chơi cây cao luôn, mà cao cho cao, còn lá là thấy lá là rất mượt sung đó, mình cao mình chơi cao luôn, cậy nó cao đều tàn, một mình sẽ uống cái này là uống sơ cái này là, nên nói chung là đều tàn lắm, nó ngồi nhìn chi là đều rồi, đều mình chơi lên nó sẽ ok. Rồi cây này là cây U24 ha, bạn thấy dàn lá khủng không. Cái này thì anh em mình nhà nào có cây mai, mình có cây mai năm cánh mà bông nhỏ đó, mình xem gì mình cắt bớt đây, mà cắt bớt cái ngay chỗ này nè ha, cắt ngay chỗ cái nách này, mình đem cái này lên làm cái ngọn, còn khúc này mình lấy khúc này mình ghép qua cái kia, còn khúc dưới mình chơi dàn lùm lực, nói chung cũng ok lắm, cũng rất đẹp. À, còn các bạn để vậy thì cái này sẽ vượt mấy nhánh này là nó hút nhựa nhiều nhất nè, mà thấy nó mạnh không, nó sẽ vượt dữ dằn, nó vượt mà thấy nó vượt thấy rõ luôn ha, vượt nó nở thằng thấy rõ luôn, nó sẽ ép những nhánh này. Nói chung mình cây mai thì mình phải nhìn nó mặt, nhìn biết cây hàng nào của nó cài chớn của mình chặn đầu là trước. À, cây này là cây 24 bạn, U24 ha. Rồi tới cái U25 thì U ghép 2 bo, thì gốc rất lạ ha, một gốc nè, gốc này thì nó còn nguyên bộ đế bộ rễ dưới nhiều, ở dưới đây là xù luôn nha bạn, ghép 2 bo nè ha, bên đây bo nhìn cũng hơi lạ lắm đó, gốc ok. Cây này cũng là cũng nhìn chắc luôn rồi, tàn cũng tròn, chơi một chơi thì ok.
chơi thì mà khỏi tết đọt non nó đang ra rất nhiều bạn. Cái này thì chừng 15 ngày nữa là nó cho bá ra, mà thấy nó nhú đọt non toàn bộ hết á. Cái này thì hoành nó được 11 năm bạn, cái này thì hơi bự chút xíu ha, hơi bự này kia chút, 11 năm chiều cao nó được 39 đó. Thì các bạn hô thấy cái mai chung này mà thấy là cái đọt nó ra như vậy thì anh em nào hô cái mai yếu đúng không, đọt ra đã đều cây bạn, đều cây hết ha, đó đều cây nha, cây nào cũng đã đều hết, nó ra đều đọt ra đều cây hết. Thì cái mai chung thì chung không mạnh thì anh em cứ yên tâm là chung sẽ giảm báo giá bảo đảm anh em làm mạnh, còn bộ đế chung không còn nằm dưới là bảo đảm nó còn nằm dưới, tại chung chưa moi lên thôi. Nói chung là nó cũng chưa đến nỗi nào bạn, mình cứ để chơi từ từ đi, đừng gấp gáp quá, gấp quá nhiều tóc quá đạt, từ từ chơi, từ từ mình sẽ nâng lên làm để nôm. Nói chung là cũng đơn giản mà, quan trọng là mình nhìn cái thế của này tàn cảnh nó tròn nó đều có chi đều được ha, mình gốc đồ đẹp là mình chơi thôi. Rồi cây này cái U25 nha. Rồi đó cái U26 bạn. Đây U26 ha, U26 thì có theo cái bầu diều, hai cái giò. Ở dưới đây mà thấy không? Giờ đế dưới còn nhiều ha. Đó. Hai cái giò ha. U26. Đây, hoàn toàn không lỗi mà. Không lỗi gì nha. Có cái bầu diều hơi bự bự ha. Rồi U26 ha. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn. Tay chung làm thoải mái nhất nhau không? Bạn thông cảm giùm nha. Cái này hoành thì được 10,5 ạ. Chiều cao của em nó thì được 30 thôi, chiều cao rất là khiêm tốn, đọt non rồi đang ra đó, cái đọt mà thấy đọt này ra chung bấm rồi nè ha, bấm đây nó sẽ nó là nhảy nát các bạn, nhảy nát đây đó, mình đây đọt đang ra ha, nói chung là mai chung thì đọt mà thấy đọt đang ra ok hết rồi. Cái này thì gì anh em mình bỏ cho chung tí xíu khoảng N3M ha, tí xíu thôi, một muỗng cho UN3M các bạn pha cho 2 lít nước tưới mỗi cây nửa lít, 15 ngày tưới một lần, tưới suốt năm luôn cũng được, không sao, khỏi cần bón con gì hơn còn gì hết nó cũng tốt nữa. Chơi vậy luôn, chơi thoải mái luôn. Còn cái vụ nó già lá không già lá thì mình dùng phân bón đầu trâu bằng 501 701 701 901 á. 501 là nó có cái công dụng là dương cành giọt lá, giọt lá là đó là phân phun trên lá, phân bón lá phun lá, như vậy các bạn pha nửa liều lượng tưới dưới gốc cũng ok, cũng nói chung cũng được. Rồi 701 là nó có cái hàm lượng lăng cao là nó sẽ làm già bộ lá lại, nó chặn đọt cho kích nụ ra. Còn 901 là nó sẽ làm cho cây mai mình nó bông một cái búp bông mà nó nhiều nụ, nó sẽ làm cho bông đẹp màu. Nói chung là có công dụng nó thì các bạn chúng ta chia sẻ nhiều rồi, nói nhiều quá người ta không mình nói nhảm. Rồi cây này là cây U26 ha. Anh em nào mà chưa hiểu rồi cứ điện thoại hoặc là comment dưới clip á, chúng sẽ trả lời. Rồi tới cái U27 là cây không có lỗi mà, rồi tới 28 là cái lỗi nha, cái này cái 27 nha. Mà thấy đọt non ra mướt không? Đọt này cũng ăn trái ngon. Đó mà thấy bộ đế nè. Bộ đế dưới chúng nó dưới còn nhiều lắm mà chúng không moi lên nha. Đó là coi cày nó cho nằm dưới đi. Quan trọng là mình chơi dần tàn rồi cành tròn mà. Này cái những cái này thì anh em mình về chơi Tết bỏ trên bàn ok quá rồi. Không còn gì suy nghĩ. Hoành được 9 phân mà. Tết là bông chắc cú rồi. Cây này chiều cao được 31 ạ. Rồi cây này là cái U27 ha. Đó mà thấy dần tàn chi nè ha. Chi 1, chi 2, chi 3 nói chung là đều chi. Rất đều chi. Rồi vậy là ok chơi thôi. Rồi cái này cái U27 ha. Rồi tới cái U28 là cây có lỗi nha bạn. 28 29 30 là ba cây có lỗi nha. Ba cây có lỗi trong đây cuối cùng đây. Này cái lỗi nè bạn. Này cái lỗi chúng ta là bị chi lỗi ha. Đó cái lỗi nè, nhiều điều bên này nằm ngoài thôi bạn, không sao nha. Đó, sơ thôi. Đây trên đây có lỗi đây thông đây thôi. Đây dùng là rất là giản này hồi đó mà người ta cắt ngay đây là ngon quá rồi. Là có dư cây này không lỗi. Còn bộ đế bạn thấy rồi đấy, còn nằm dưới nè, rất đẹp nè ha, bộ đế nằm dưới rất nhiều ha, đây, một cái con hô thú ha, con thú đang dương đầu cành, nhưng dung nhìn cũng hơi lạ, nhìn cũng đẹp, cây đa số cây có lỗi là cây đẹp à, hoành nó được 10 phân mà, rồi chiều cao của em nó thì được 52 ha, rồi cây này là cây U28 là cây có lỗi ha, có cái lỗ sơ ha. Đó, thấy dần tàn cành tròn chắc chất lượng ha, thì mình chơi Tết ok rồi, cái gốc cũng rất đẹp luôn. Mấy cái đó thì anh em nào nói chung là nó mắc thẩm mỹ thôi chứ không có ảnh hưởng gì tới cái cây hết, anh em cứ yên tâm. Cái lỗi đó là lỗi hồi thờ hai bà Trưng bà Triệu đi đánh giặc tới giờ này, chứ không phải mới đâu bằng các bạn sạc hồi thờ còn là Tôn Ngộ Không rồi tới nay lâu lắm rồi. Ở này U28 ạ. Rồi tới cái U29 ha. Anh U29 này, đó, bạn thấy góc không rất đẹp, có cái lỗi nè, này lỗi nè bạn. Lỗi đầu ha. Lỗi đầu, dưới góc thì ok ha. Cái góc hình thú bạn, nhìn rất là lạ nè ha. Đó, rất đẹp luôn. Cái này thì quắn quá trời quá đắt kém luôn, không biết đường đâu đo luôn. Quắn 3 cọng kém luôn.
À, nãy chúng quên mở kẽm bớt. Đọt non rồi thì đang ra rất nhiều. Mà thấy đọt non nữa ha. Đọt non ra toàn bộ cây hết rồi. Nói chung chung cũng mới bỏ phân đây khoảng 15 ngày thôi. Thì hồi sáng chúng tính làm cái clip cách bỏ phân cho bạn mà nhớ là mình mới bỏ phân đây mà. Rồi cũng sắp sửa tới làm thôi. Để đến nay mai mình làm luôn. Làm luôn cách bỏ phân. Cái này chúng đo luôn hai cọng kẽm là nó 12 năm ha. Hơn 12 năm này, 27 28 gì nè. Thì bỏ cọng kẽm này ra chắc cũng phải còn được 12. Của chung là rất ok, cũng rất bự rồi. Chiều cao em nó thì được 40 thôi. Rồi, còn đọt non tàn thì ok. Đây, bằng tàn đọt non này đang ra này. Nè, đang nhú hết rồi ha. Nhú toàn bộ hết rồi đây. Đang nhú toàn bộ hết rồi. Nhú này, phải nhú. Còn ngọn nè, cái ngọn đọt non ra nè. Lá thì rất sung, cành thì cũng rất tròn rồi. Cái này mình chỉ tết là ok quá tuyệt vời rồi. Cái này là U29 bạn. U29 ha. Rồi, rất nhìn cây mai rất đẹp ha. Gốc khỏi chơi, chỉ hơi có bị lỗi thôi. Bị lỗi này thì trên đầu này thì các bạn không sửa đừng sao nha. Cái này nó sẽ từ từ nó sẽ liền rồi bạn. Mình chơi thời gian nó sẽ liền cốt rồi thôi. Nó cũng liền rồi lắp. Rồi các cái U30 thì cũng là có một con hành thú. Mà xù luôn. Xù quá trời xù luôn mà có lỗi nó ghê. Nè, bạn thấy xù nè. Xù kinh khủng luôn ha. Đây, nè, bạn thấy dàn gốc xù nè ha. Xù kinh khủng thì là như lỗi nè bạn, có lỗi đây trên đầu nè. Đó, mà gốc xù mà xù mà gốc còn nằm dưới y như con thú kìa. Y thú nằm dưới ha. Nhìn rất đẹp nè. Đó ha. Đây con thú nằm dưới nè. Gốc thì xù nhiều nha. Cái này thì mình kêu cái mai xù được rồi. Tàn cành thì cũng ok rồi. Rồi chúng sẽ đo thông số cây cuối cùng này luôn. Nói chung là cái mai mà tàn cành chi tết được 300 thì rất hợp lý các bạn. Giá không còn giá nào rẻ hơn rồi. Hoành nó được 11 năm bạn. Không còn quan trọng là chuẩn giống mà, chuẩn giống chuẩn bông. Chiều cao nó được 42. Thì mai sung gốc tốt anh em về rất dễ trồng. Những cây này thì vậy hay như cây gì chứ bộ đế nè. Bạn thấy bộ đế nè. Có người ta trồng gà chậu tí xíu các bạn. Bạn thấy bộ đế nè. Bạn thấy bộ đế không? Bộ đế rất khủng ha. Nó rất là khủng ha. Bộ đế rất nhiều luôn. Đó thì chúng sẽ cho theo giá thể anh em về. Cái gì bỏ vô vậy, cái gì bỏ vô chơi thôi. Là nó sẽ ra được non. Nói chung là bộ đế này nó rất mạnh rồi. Mình trong khi mình ấy đi mình không có đợi mình đừng về đừng bơi đừng bạn về các bạn đừng bơi cái này ra nha. Ý quyên này là nó sẽ không ảnh hưởng tới cái mai hết. Tại cái này họ cũng mới thay hồi chưa là tết rồi. Vì mình bỏ lót ở dưới một mớ. Cái mình bỏ nó vô giữa mình tắn nó vòng vòng là chơi thôi. Tưới nước ướt để đó. 7 ngày sau cho nó tí xíu N3M. Và cứ 15 ngày mình tưới lần. Hoặc là mình không mình lấy phân đầu trâu 501 mình phun lá. Phun tới tháng 7 thôi. Còn anh em nào muốn tàn nhiều thì mình phun hết tháng 7. Đầu tháng 8 mình 4 phân lăng là 701 vậy thôi. Hoặc là phân DAB. Chung nhắc lại nha. Nhiều anh em không chung đó là phân DAB là giờ A V khác nha. Còn phân BB là phân hữu cơ khác anh em mình đừng có lộn nha. Lộn cái chết á. Đang tháng này mà anh em mình chơi phân ra nói phân bán tôi bịch phân BB nó đưa DAB đem về giọng vô cái đứng đọt ha. Rồi cây này là cây cuối cùng ha, là U30. Rồi chung cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của chung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Chung sẽ giao lưu những cái mai thật là rẻ và thật là đẹp cho anh em mình sưu tầm. Anh em mình chơi và anh em mình có được cây mai ngắm Tết do chính tay mình chăm sóc có bông. Nó sẽ là rất là hiệu quả. Cái nào không biết anh em cứ hỏi chung hoặc là comment dưới clip hoặc gọi điện thoại trực tiếp chung cũng được hoặc là nhắn tin bên Zalo chung. Zalo chung là cũng xài số điện thoại trên để trên tiêu đề này luôn. Là 036 3833 181 hoặc là 0918 970606. Nói chung là hai số đó số nào chúng cũng xài Zalo hết. Chúng cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.